Honda City 2020 chính thức lộ diện, có Honda Sensing. Đầu tiên, Malaysia sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới được chào đón phiên bản Honda City 2020, sử dụng hệ chuyển động hybrid 2 động cơ MMD, hệ thống đa chế độ thông minh, hiện mới chỉ được cung cấp trên mẫu ra hoàn toàn mới. Biến thể này sẽ có tên gọi là EHEV, thương hiệu toàn cầu mới của Honda dành cho dòng xe hybrid. Động cơ hybrid đặc biệt này khác với hầu hết các hệ thống hybrid thông thường, khi động cơ xăng 1.5 lít Atkinson 4 xi lanh mạnh 98 mã lực 127 Nm, không cung cấp năng lượng trực tiếp cho xe. Thay vào đó, nó hoạt động chủ yếu như một máy phát điện với sự hỗ trợ của một động cơ điện tích hợp, vốn hoạt động như một bộ khởi động. Động cơ điện sản sinh công suất tối đa 109 mã lực và moment xoắn cực đại 253 Nm mà Honda Malaysia nhấn mạnh là lớn hơn moment xoắn của Toyota Camry ở phân khúc sedan hạng D. Đáng chú ý, moment xoắn cực đại của xe có thể đạt được ở số vòng quay tua máy bằng không, giúp xe tăng tốc nhanh chóng và mượt mà hơn. Ngoài phiên bản Citizer S Hybrid đầu bảng, người dùng tại Malaysia có thể lựa chọn phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, là động cơ xăng 1.5 lít mới, thay vì động cơ SOHC như bản hiện hành, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và moment xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm với hộp số CVT. Thêm một bất ngờ lớn dành cho Honda City 2020 tại Malaysia là được bổ sung gói công nghệ Honda Sensing, với một camera theo dõi gắn ở đầu kính chắn gió của phiên bản xem trước. Gói công nghệ an toàn chủ động này không có sẵn tại Thái Lan, đồng nghĩa với Malaysia sẽ là thị trường đầu tiên được cung cấp hệ thống Honda Sensing trên mẫu City. Hiện chưa rõ liệu Honda Sensing sẽ chỉ được cung cấp cho riêng biến thể RS hay không, nhưng theo tiết lộ trước đó của Honda Malaysia, City 2020 còn được trang bị camera Honda LandWatch, có thể sẽ được tích hợp trong gói Honda Sensing. Thêm một điểm đáng chú ý nữa là, Honda City 2020 tại Malaysia sẽ sử dụng thắng địa phía sau, thay vì loại tang trống như tại thị trường Thái Lan. Honda Malaysia hiện vẫn giữ kín thiết kế khoang cabin, cũng như các trang bị tính năng cùng giá bán của City 2020. Xe dự kiến sẽ chính thức trình làng tại Malaysia vào quý 4 năm 2020.